làm chỗ nữa, sợ làm không sợ chi ấy chứ. Hi, sếp đột ngột quay trở lại rồi đây. Rồi nay thấy tôi qua dì thay 165 của chính Lan để ăn và ủng hộ cháu lòng của dì nha. Năm nay bà bán cháo rồi được mấy năm rồi? Bán hơn 16 tuổi chờ con. 16 tuổi chờ. Mà năm nay 74 tuổi rồi. Bà sống một mình đi. Sống kinh chúa vậy đó. Hai năm trời dịch đó. Nghĩ tôi mới bán lại đây. Bán ế lắm. Ông anh mới mất. Nuôi ông anh bị tật nguyền câm điếc, tật nguyền không có tiền thuê họ nuôi, bà thay mới nuôi ông. Ông cái tròn năm nay ông có 10 tuổi rồi, không kính chú ông cho mà cái cây rồi đi làm cho họ thấy họ bón cho làng bất chước bón ra. Cái trừ sống nghề của làng đi đó, đừng dịch thì lát lắm, trừ dịch hai năm trời nhà nước cho khua ăn khua, cho sáng ăn sáng hai năm trời rồi mới bón là. Bơm thấy trường mà ế lắm, chưa có học sinh ra ế ồn, trừ bắn cho dân không thôi con ơi. Phải nói tới đây ủng hộ mà nghe dì kể mình cảm thấy rất là thương cho hoàn cảnh của dì. Một tô chỉ có 20 cành mà phải nói là quá nhiều topping luôn đó mọi người. Tuy đây là quán nhỏ lề đường nhưng mà mình cảm thấy khá là sạch sẽ mà cháo lại ngon nữa đó. Tô quá nhiều ăn không hết luôn đó mọi người ơi. Ngoài cháo lòng thì tới đây mọi người cũng có thể gọi thêm lòng trộn của dì với giá là 30 cành để ăn thêm nữa nha. Dì bán là ngày bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Có học sinh 6 giờ tới 3 rưỡi. Thế là tốt giờ đúng mà. Không có học sinh có 10 giờ mới hết. Nếu ai có dịp thì ghé ăn thử ủng hộ cho dì thêm nha. Cảm ơn và gặp mọi người ở video sau.